chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay là gia đình của Tha đi chơi biển ở Burlington. Cái biển này cũng rất là cạn, mỏ trên cũng rất là sạch sẽ nha các bạn. Đó, nhà nước ở đây thôi. Nó chỉ có cát nè, mà cạn nữa. Đây các bạn thấy cát nè. Đó, cát nè, không có đá cho nên là con nít tắm cũng rất là ok. Đôi lúc đó thì nó hơi có rong một xíu nhưng mà nó an toàn. Bởi vì không hố, không có hố sâu, không có đá nè. Rất là cạn và rất là ok cho con nít và người lớn luôn. Nhưng còn ở trên cái khu này các bạn coi đi, rất là nhiều người à đang đi nào là nằm nè, nào là đó. Cái biển này rất là thú vị phải không ạ? Nếu như các bạn mà có dịp á, hãy tranh thủ thời gian này đi xuống biển ở Burlington. Hãy tranh thủ thời gian cùng vui chơi với gia đình cũng như là giải trí cùng các con. Thì mong rằng cái video này sẽ giúp được các bạn vui vẻ với gia đình và cũng như là các bạn xem cái chương trình sáng kia của Tha thì sẽ đi đến đây để là tham quan, tham quan và cũng như là chơi vui cùng với con cái nha. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc an lành trong cuộc sống.
Nếu như yêu thích Hoa thì hãy like, share và subscribe cái kênh của Hoa để mà Thoa có thêm những cái video để gửi đến các bạn, cũng như là những ý kiến đóng góp. Hãy giúp Thoa làm nên cái chương trình cũng như có nhiều video thêm nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hôm nay biển Burlington thì Thoa sẽ có những video được gửi đến cho các bạn xem nha. Mong rằng sẽ là một điều thú vị cho các bạn. Bye cả nhà. Bây giờ là em chơi cùng với tụi nhỏ nha.